Dịch đau mắt đỏ vẫn đang hoành hành với tỷ lệ lây lan nhanh, số ca mắc tăng mạnh trong cộng đồng. Tại bệnh viện mắt Hưng Yên, số bệnh nhân bị biến chứng đau mắt đỏ đến khám gia tăng. Đặc biệt, có không ít người bị đau mắt đỏ tự mua thuốc về điều trị, đến khi lâu ngày không khỏi có biến chứng mới tới bệnh viện khám. Khi mắt bắt đầu sưng đỏ, đau nhức, bệnh nhân này tự mua thuốc kháng sinh điều trị tại nhà hơn một tuần. Ban đầu mắt có vẻ đỡ, nhưng sau đó lại bị biến chứng nặng hơn. Ban đầu thì bé nhà em đi học bị đau mắt đỏ, sau đó thì về nhà lây cho mẹ em ra hiệu thuốc, em mua thuốc thì em điều trị ở nhà khoảng 7 ngày. Mắt cũng cảm thấy đỡ hơn được khoảng đến ngày thứ 3 thì bắt đầu có biến chứng nặng. Biến chứng nặng thì lúc đấy là kiểu mắt bị sợ ánh sáng, không nhìn được. Thì sau đó em nhập viện để em kiểm tra thì lúc đấy bị biến chứng viêm giác mạc, khá là nặng. Các bác sĩ giải thích, do giai đoạn đầu bệnh cần tăng cường miễn dịch để chống trả virus thì bệnh nhân lại dùng corticoid liều cao để ức chế miễn dịch dẫn đến bệnh kéo dài. Người bệnh thấy giảm triệu chứng đỏ mắt nên tưởng khỏi nhanh, nhưng thực tế virus đang tăng nồng độ. Ở quầy thuốc thì họ chỉ hướng dẫn, họ bán cho một lọ thuốc mà bệnh nhân cứ về nhỏ từ 3 đến 5 ngày. Họ không hướng dẫn cách nhỏ, hoặc là họ sử dụng những cái thuốc mà điều trị đau mắt đỏ có thành phần corticoid, điều trị theo thói quen. Thế nên là khi sử dụng những cái thuốc đấy mà sử dụng dài ngày thì nó có gây tác dụng phụ rất là nặng nề. Nó có thể gây là kéo dài thời gian của bệnh, có thể gây ra những cái biến chứng như loét giác mạc hay thủng giác mạc, hoại tử giác mạc. Từ đầu tháng 9 đến nay, trung bình mỗi ngày bệnh viện mắt Hưng Yên khám cho từ 50 đến 70 bệnh nhân đau mắt đỏ, thậm chí có ngày hàng trăm ca. Số bệnh nhân phải nhập viện điều trị chiếm trên 20%. Hầu hết trong số đó là những bệnh nhân đã sử dụng ít nhất một loại thuốc tra nhỏ mắt tại nhà, nhưng mắt vẫn bị tổn thương nặng. Đối với bệnh nhân bị đau mắt đỏ thì tốt nhất là người nhà không nên tự ý mua thuốc ở ngoài và cũng không sử dụng những cái phương pháp điều trị mà chưa được kiểm chứng như sông lá dầu không rồi chườm thuốc. Đối với những bệnh nhân như vậy thì mình nên đến những cơ sở khám chữa bệnh có nhân viên y tế và tốt nhất là bác sĩ chuyên khoa mắt để họ tư vấn, họ khám, họ chỉ định đơn thuốc và họ hướng dẫn sử dụng thuốc theo đúng cái liều lượng đối với bệnh nhân và hẹn ngày khám lại để theo dõi cái biến chứng do cái dịch đau mắt đỏ gây lên. Đau mắt đỏ thường là bệnh lành tính. Nếu được khám và điều trị đúng, bệnh sẽ khỏi trong vòng 1 đến 2 tuần. Tuy nhiên, cũng có nhiều bệnh về mắt nguy hiểm có triệu chứng tương tự đau mắt đỏ như viêm kết mạc do virus, viêm kết mạc do vi khuẩn, viêm loét giác mạc mà bệnh nhân không thể tự chẩn đoán được. Vì vậy, khi có dấu hiệu bất thường, người dân cần đến ngay cơ sở y tế khám và điều trị. Việc người dân tự mua thuốc điều trị không những dễ dẫn đến tình trạng bệnh kéo dài, mà các thuốc điều trị về mắt có dấu hiệu khan hàng và tăng giá.